Này là ngọn cây nè mọi người, có cái này thú vị lắm nè. Nè đó, dây điện nè mọi người thấy không, cao ơi là cao luôn á. Điện này là mình biết nó là điện cao thế, lý do tại vì nó cao. Chắc mọi người không nghe đâu, để thử 5 giây mọi người nghe nha. Chắc không nghe nữa ha. Thì ở đây là gần đường điện cao thế mọi người đó. Thì mỗi lần nè, thấy cái cây này biết nó cao ha. Nó chạy á, cái điện ở trong mấy cọng dây này mọi người, nó chạy nghe tè 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 luôn á. Mình đứng dưới đất mà mình nghe luôn á, ghê quá ha. Công nhận. Giờ người ta phát minh là mấy cái dữ thiệt chứ, mấy cái điện này mà. Điện này mình nghĩ là bên Nhật Bản là nó lấy chạy tàu điện được luôn á, mạnh lắm. Thì thấy thú vị, quay lại cho mọi người coi vậy mà.